Chào mọi người, mình là Sim đây. Còn mình là Sammy đây. Chứ còn mình là Cá Vui nè. À ok, mình là Demi nha. À tụi mình chính là Hơi Chị Em. Đó, trời ơi, đợt đầu chắc mấy bạn fan được trời gì vậy? Trời, tôi lô vô kênh, vào lỗ kênh đúng không? Trời, không phải đâu, tôi cho mọi người thôi. Ok, đâu, chào mọi người, xin đây anh nha. Và chào quá sĩ video của mình. Và chào quay trở lại với video cùng với Hồi Chim, yes. Ok, các bạn, thì như các bạn đọc tôi đề thì hôm nay chúng ta sẽ thử thách sức đồn cho người mèo Simi. Yes, đó, ủi thầy không? Đó, cái gì vậy? Sinh tồn trong mèo Simi, cái gì vậy trời? Em nằm xuống để tôi sẽ sinh tồn với người bà đó. Trời ơi, mà sinh tồn trong cái tượng to đùng này nè. Đó, thì gọi là nếu bạn nào muốn chơi map này thì ok, các bạn cũng đừng quên truy cập ngay tại UD của mình 7389039, bởi vì nó hiện tại đã được up đó. Đã được tải trên mini world rồi đó. Ok, bỏ qua đi. Rồi, ok, thì hội chém có thấy ở đây có 4 cái rương không? Đó, thấy không? Đấy, đây chính là 4 cái rương mạnh. Ủa khoan, 1, 2. Ủa má thứ ba đâu rồi? Bị mất rồi. Trời ơi, mà xuống đây rồi. Chẳng mà còn dùng thần thú nữa. Ê, ai cho bà leo lên đầu tôi vậy? Bà đói cái kìa. Anh người Simi mà, như thế này trời là đúng, không có sai đâu. Ở trong như vậy là ở trên đầu tôi, bà xuống đây. Trời ơi, tức là bổ cái đầu của Simi ra để ở hả? Không, trời ơi, bà xuống đây, tôi giải thích luật nè. Trời đất ơi, chưa kịp mở rương nữa. Ok, xin giới thiệu mọi người, đây chính là 4 cái hộp may mắn. Tức là sao? 4 cái hộp này sẽ có 4 gọi là món đồ khác nhau đó. Và để gọi là làm sao để công bằng nhất thì 4 tụi mình sẽ xếp hàng vô chị em. Và tụi mình sẽ hát một bài hát, và sau đấy là lúc mình dừng lại là hội chị em sẽ lấy cái rương mà chị em muốn. Ok, bây giờ tôi hát nha. Rồi, ok. Xin tự giới thiệu tên gì là Simi. Xạo. Xạo quá. Ê, hai mấy người muốn tôi đánh đúng không? Trời ơi, tào lao. Bây giờ tôi sẽ hát bài gọi là như là con cò bé bé nha. 2, 3. Con cò bé bé lo đầu cành tre. Lấy. Rồi, đó. Trời, ai lấy được thì lấy. Ok mọi người, thì mình đã lấy được bộ đồ kim cương. Đó, siêu VIP luôn nha mọi người. Đó. Từ từ, tôi nói nghe nè. Tại sao tôi lại được bộ đồ gọi là bằng đá này? Đáng lẽ phải đưa cho Sam mới đúng chứ, nó mới hợp chứ. Rồi. Tôi là vàng rồi bà, tào lao. Rồi. Trời ơi, có người quê mùa nào kia đang đứng trước mặt tôi gì ta? Trời ơi là trời. Thôi không sao, cảm ơn, dù sao thì chúng ta đều có sự công bằng ở đây. Và ok, giới thiệu mọi người, đây là rương mà tụi mình sẽ gọi là đem để trang trí và tụi mình có thể sinh tồn luôn mọi người. Em mọi người làm lấy thắng. Ủa mọi người, sao bánh TV ơi, tụi mình là đúng đội mà TV sao mà sao cái này nó lắc theo cảm tính vậy mọi người? Trời, nó là cảm tính thôi. Đó, và ở trong này chúng ta có cuốc, tức là sao chúng ta có thể gọi là vừa sinh tồn mà vừa gọi là trồng trọt nữa. Đấy, nên mọi người cũng đừng quên trách nhiệm gọi là trồng trọt của mình nha. Rồi, ok, thì tôi là chủ mát nên tôi sẽ quyết định sinh tồn ở trên đầu của tôi. Đó, ok, chị em lên đây chọn. Chị muốn ở trên đầu. Không, chị em là chủ má, em muốn ở trên đầu. Đó, chị không được ở ngoài chỗ khác, trên đầu em, ok. Ủa, ai lấy cái cuốc hết rồi vậy? Trời đất ơi, trời. Nó trả cái cuốc thôi. Tao cái cuốc mà không cho tôi cuốc tay hả? Đây, cuốc đây, cuốc đây. Đó, rồi, ok, bây giờ chị em kiếm chỗ để sinh tồn nè. Bây giờ tôi sẽ lên chỗ này để tôi gọi là làm nhà tôi sống nha mọi người. Đó, ở đây chúng ta có chúng ta có hai chân, hai tay vào giữa thân và trên đầu. Đó, tôi sẽ là chồng trên đầu cho mọi người. Đó, cái đầu của tôi. Và tôi có thể nhìn ra ngoài trời nữa các bạn ơi. Trời, nhìn nó đại vậy, sợ chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ gọi là cắm đuốc ở đây cho nó sáng cho mọi người. Trời, cái đầu tôi nó tối quá mọi người ơi. Trời đất ơi. Rồi, và tôi sẽ để cái giường ở... Ôi ơi, em nhớ đây là chỗ em mà. Con ơi, hồi sao chị lên đây vậy? Còn tên hôm nay sẽ là Simi, bộ đầu Simi để sinh sống. Cái gì vậy bà? Ngài. Trời đất ơi, quả lắc luôn vậy. Trời, lắc luôn vậy. Tôi nghe xong tôi lắc luôn mọi người. Thôi tào lao quá. Bây giờ mọi người gọi là sinh tồn đây. Đó, mọi người hãy trang trí cho gọi là cái nhà mọi người sẽ gọi là trở nên beautiful mọi người không? Trời ơi, cái nhà tôi được hai lắc rồi mọi người ơi. Trời đất ơi, sống như ổ chuột vậy. Sao vậy, tưởng lên sao? Không sao, nói chung đây là sinh tồn cho người nhà sinh. Đây là khu ổ chuột.
chứ không sao nhận. Trời ơi, mọi người nghĩ đi, trong người em đâu phải là gì ta, một cái thùng bia đâu, sao mọi người có thể gọi là gì ta, có thể có nhiều chỗ được. Mọi người nhìn nè, cái đầu mày mình có tâm to lên tí cho người ta thở dễ thở tí. Trời trời, trời giống vậy, em thì giống sống dễ thở, có hồi chị em sống gì nè, ngặt nghèo không. Trời ơi, trời vậy. Trời ơi, lâu luôn nha mọi người. Bình thường mà nếu mà nào ở ngoài đời thật á là Timmy vô là bích cửa luôn. Trời ơi, thì đây là gọi là sống gọi là gì ta, trong cơ thể nó phải thật thật xíu chứ mọi người, nó phải thật tại xíu chứ nó không thể gian dối được. Thật thật tại thật quá rồi Sim ơi, thật quá. Thật quá. Lúc nãy Sim ơi còn tự hào cái gì à? Em là em xây được cái này à? Đó, em xây trong vòng mới mất bao lâu mới được á. À? Trời ơi, mọi người nhìn vào gọi là cái trình độ của em nó build như thế này là gọi là một khả năng gọi là siêu VIP của em rồi. Trời ơi, mọi người nói vậy là sao mọi người? Trời, đó là khả năng pro của em rồi á. Đấy. À, okay. Trời đất ơi. Rồi ok các bạn, bây giờ tôi sẽ gọi là làm một cái trang trại nhỏ ở dưới chân tôi nha mọi người. Đó, để có gì hộ cho em thích gọi là hài hoa bắt bướm mình nhét nó vô đây cũng được. Đấy. Ê, tính ra cái này chỉ có công nuôi xây được chứ mọi người làm sao mà xây được? Thì đó. Đâu, nói chung là mọi người cứ sinh tồn đi. Trời, nó cũng có không gian mà đúng mọi người. Chắc okay. Là có không gian nhiều. Nhiều quá. Nhiều có không gian. Ừ, nhiều ghê vậy. Nhiều mà mọi người nói gì vậy? Rất bà đây, chân này là của mình mà. Ủa gì vậy? Thì ngoài thì chân là của mình, bạn chỉ sống ở trên đầu thôi. Đúng còn rồi. Dưới này là của mình bạn nhá. Bạn đi chỗ khác đi bạn à, ơi. Rồi, mình ý e tính ra mình tạo này để cho hội chem sống gọi là gì trồng trọt chung mà sao bà nói gì kỳ vậy? Trời ơi. Này là không, tôi không có ý định nhường đất cho người khác đâu nhá. Tôi không có ý định sống chung với ai đâu. Đi chỗ khác đi. Trời ơi, sao tôi cảm giác như tôi tạo map tôi bị phân biệt vậy mọi người. Trời đất ơi, thôi bây giờ tôi sẽ lên trang trí nốt đã, cả mùi đuổi mình đi các bạn ơi. Anh tôi thật là độc ác. Ok. Trời, của Timmy, bà nuôi nguyên gọi là hai con cừu nâu ở trong phòng bà luôn hả Tim? Ủa gì kì á? Bà đi vô đây, tôi cho bà thấy một sự vi diệu nè. Đúng hai block thôi, thiệt, đúng thật sự luôn, hai block luôn. Rồi làm sao sống? À, không, vẫn sống được, vẫn thở được, vẫn thở là vẫn sống vậy hiểu không? Đấy, không con sao. Con thở là con cỡ. Đúng rồi, mọi người, đúng không? Nói chung là vẫn có chỗ sống là được rồi. Trời ơi, mọi người đừng có gọi là tù toàn mì quá à. Ê, vẫn còn chỗ để sống mọi người. Trời ơi, mọi người biết là một block đất cũng là một mét đất không mọi người? Đó. Trời ơi. 2 hours later. Rồi, ok, trở lại ngôi nhà của mèo Simi. Ủa, sao có mấy con cừu ở đây vậy? Trời, ai sống chuồng vậy mọi người? Trời ơi, với mọi người là cái nhà này nó tù gì đâu á. Tù gì? Trời đất ơi, bây giờ mình phải thử thách, đó là thử thách sinh tồn. Chứ bây giờ sinh tồn nó dễ quá, còn gì là sinh tồn nữa. Wow, Timmy cho mình một cái gọi là thử rộn rất là xinh nha mọi người. Tôi cảm giác tôi bị nhạt nhẽo vậy mọi người, trời buồn quá. Tôi nói nghe nè mọi người, họ cho em tập trung lên trên nhà của Simi đi. Mọi người sẽ thấy một cái điều mà nó bất công, mà nó vô lý, mà đầy sức thuyết phục luôn mọi người. Ủa, tôi làm gì sai đâu. Trời ơi, không tin được luôn á, là Simi nó chiếm hết tận. Trời ơi, năm ô. Ủa thì trong tất cả các gọi là cơ thể tôi là cái đầu tôi là bự nhất nè mọi người thấy không? Đó, cái người tôi nè, nó bự nhất thì đương nhiên cái chỗ này phải to nhất chứ. Trời ơi, đúng rồi, không thể nào chứa đất được, thầy sẽ thành đầu đất mất. Đúng rồi. Ê Tim, bà lên đây bà nói cho đã vô, bà ăn hết hai cái bánh của tôi là sao rồi Tim? Tim ơi. À bây giờ tôi sẽ quốc đất các bạn à, tôi khổ quá mà. Bây giờ phải đi rồi, gọi xong, là Simi sẽ thành Simi đầu đất luôn. Gì ghế gì vậy? Em sẽ không bao giờ gọi là trồng đất ở trên đầu em được. Em phải trồng ở dưới đây, hiểu không? Đấy. Đúng rồi, không có lẽ. Không có lẽ. Trồng lên đầu. Chứ ai như Mui gọi là nghĩ sao em đi gọi là trồng gọi là đất lên đầu em được. Trời ơi. Sim à? Chị đã nói từng nói rồi. Cái mảnh đất ở phía dưới này, phía dưới chân này á là của trời. Trời bà ác của bà tha quá. Tôi trồng ở dưới gọi là ven sông bà không cho nữa, bà ác vừa phải. Với chị cái chân, em thử vào cái chân này xem em có làm được, sợ được cái gì, em có sống cái gì ở trong đây không? Trời ơi, vẫn sống được mà, trời em thấy chị hạnh phúc quá trời luôn kìa, trời. Nghe mà tức á đúng không? Nghe mà tức á, bởi vậy em sẽ hát tặng cho Mui một bài. Thôi, chị xin lỗi em nha. Chị đây, con đủ rồi, em đừng hát, cảm ơn em. Hát hay, rồi là chị chơi hả? Cả môi đang nghe ngủ, bà hát là thành bất ổn á Tim. Đừng hát được thật. Trời đất ơi. Cuộc sống nó đã khó khăn rồi, đừng làm nó khó khăn thêm. Được Tim, được Tim. Mỗi lần mà ca Mui bất hạnh là bà hát thì ca Mui sẽ hạnh phúc trở lại. Bà thấy hợp lý không? Trời ơi.
Tôi thấy là bà có khả năng khiến cho Camui hạnh phúc lại á. Được. Đúng tôi, rồi. Tôi đúng rồi. Không, không thể trời. Không, hát. Nghĩ là mỗi lần chị cảm thấy rất là buồn bực hoặc là nghĩ tới những thứ tiêu cực, chị hãy nghĩ đến là ở đâu đó vẫn còn một giọng hát nha em. Đúng rồi. Có tinh thần hơn. Rồi. Rồi, ok, hội chem tập trung xuống đây nè. Rồi, tập trung xuống đây, tập hợp. Rồi. 1 2 3 rồi thiếu má số 4 là biết là thiếu ai á. Cắt đi. Ra đây, tập hợp nè. Rồi, ok các bạn ơi, đã tới phần gọi là tham quan nhà cửa rồi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tham quan con người gần nhất ở đây, Camui Sa Má. Đó, người sinh tồn dưới hai cái chân của tôi. Rồi, tôi vô quay thử ai. Rồi, hỏi cho em vô quay thử nào. Camui Sa Má, người sở hữu mảnh đất đai trù phú và rộng nhất Herodotus. Oh my god, trời ơi, gì vậy? Hai cái chân của em nó mọc, gọi là mọc rễ luôn mọi người ơi. Trời ơi, nó mọc cây. Nó mọc cây cối các kiểu. Uầy, bên này là có bò và có cừu nha mọi người. Trời ơi. Rất là phong phú nhất rồi. Đúng rồi. Chân của Sim hơi nhiều lông nha. Rồi, và tiếp theo là của gọi là Sami Đào. Đây, Sami Đào đã sở hữu cho mình một mảnh đất rất nhạt nhẽo. Đúng rồi. Rất nhạt. Ê bà nội, trời ơi bánh kinh tế. Rồi, đó. Còn bên đây còn cái giường kia nằm ngủ. Có cái bức tranh, đó bức tranh không có gì hết. Đó có cái bàn ngồi, đó Timmy ăn bánh rồi, không có bánh cho mọi người ăn nha. Đó, ngồi rồi, vui ok. Và tiếp theo, khẩu rượu của gọi là gì ta? Timmy cắn tay bên phải của tôi rồi. Timmy có cái gì cho Timmy giới thiệu coi. Lông nách hơi nhiều không cả. Cái gì vậy ba? Trời ơi. Mấy con cừu không ba? Và đây là có mấy con cừu và bên trong Timmy có cái giường. À, nó đi vô đây mất tiêu rồi. Đi ra coi. À, ok, giới thiệu mọi người phần quan trọng là phần cuối cùng, một phần rộng nhất. Đây, cái đầu của tôi nó rất là rộng luôn mọi người. Đó, mà rộng nó cũng có gì hết trơn mọi người. Để nó to cỡ nào nó cũng có gì hết trơn đó. Đó, rất là nhạt từ, luôn. Này, các mũi đoán nè. Chắc chắn trên này là có 4 cái bánh và Timmy ăn hết rồi đúng không? Không, không phải. Vậy. Đó, à, cũng chỉ thôi vậy. Em dạy có 2 cái thôi. Em ăn đúng 2 cái thôi. Ok, 2 cái vậy là 2 cái. Đó, ok. Đấy. Ok các bạn, ok thì trong gọi là gì ta, 4 cái bộ phận, đầu của tôi, hai cái tay của tôi. Sao tôi nghe tiếng gì nó vậy? Cái gì vậy mọi người? Trời ơi, đây nó phải đại hồi ăn thật cẩm đâu mọi người. Đó, cái đầu của tôi, cái tay trái, tay phải của tôi và hai cái chân của tôi thì các bạn thấy gọi là ai là người gọi là chị ta trang trí gọi là nhà đẹp nhất thì các bạn cũng đừng quên bình luận dưới tôi biết nha. Các bạn thì video của mình như thế thì các bạn thấy như là các bạn đừng quên bình luận dưới và đừng quên nhấn like thật mạnh và nhấn gọi là subscribe để nha mọi người. Ok, bây giờ thì bye bye các bạn và các bạn cũng đừng quên ủng hộ hội game nha, nhớ nha. Cảm ơn bye bye. Ăn đùi gà không xem? Yeah. Thank you.